Ngày 16 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ tra tấn thai phụ dẫn đến sẩy thai gây bức xúc trong dư luận. Theo điều tra, ngày 22 tháng 3, chị HNY, 18 tuổi đến chơi tại nhà của Nguyễn Minh Dũng, 37 tuổi ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đến tối, chị Y muốn về thì Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 28 tuổi, em gái Dũng ngăn cản. Từ đó, nạn nhân bị giam cầm. Chị Y bị Dũng, Huyền và một đối tượng là Trần Nhật Khang, 19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, dùng dây trói chân tay tra tấn dẫn đến sinh non, thai nhi tử vong trong bụng. Lúc này Huyền gọi cho mẹ tên Trần Thị Sương, 58 tuổi, đến mang thai nhi đi vứt ở một khu đất trống tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Ngày 10 tháng 4, nhận thấy tình hình sức khỏe y xấu đi, Huyền gọi cho một người bạn đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, mình đầy vết bỏng. Khi nằm tại bệnh viện, chị Y mới liên lạc được với gia đình để cầu cứu. Ngày 16 tháng 4, chị Y vẫn đang được điều trị tích cực ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bị nhiều vết thương ở toàn thân và tinh thần hoảng loạn. Theo cô gái, nguyên nhân việc mình bị bắt tra tấn là do anh trai tên là HVNL, 22 tuổi, ngụ quận 11, nợ số tiền 1,6 triệu đồng của Dũng và Huyền. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Khang và truy bắt Dũng, Huyền hiện đang bỏ trốn.